Bây giờ anh sẽ đến với lại phần tính đồng biến và nghịch biến của hàm số ha. Vậy thì để xác định được hàm số chúng ta đồng biến hay nghịch biến ở đâu. Vậy thì trước hết bước 1 mình phải tìm đến tập xác định của hàm số đó. Rồi bước 2 đó là mình sẽ tìm y phẩy. Tức là mình sẽ tìm đạo hàm của cái hàm số đó. Rồi sau đó là mình sẽ giải phương trình y phẩy bằng 0. Rồi sau đó mình sẽ tìm các nghiệm của phương trình này và sau đó mình sẽ lập bảng xét dấu của y phẩy những cái khoảng mà y phẩy nó mang dấu dương thì nó là đồng biến những cái khoảng mà y phẩy mang dấu âm đó là nghịch biến à. rồi để dựa trên lý thuyết này thì mình sẽ làm một số câu sau câu số 1 cho hàm số y bằng chữ x mũ 3 cộng 3 x đi 4 thì toán hỏi là hàm số này đồng biến trên khoảng nào dưới đây bước 1 đó là mình sẽ xác định y phẩy ha câu số 1 mình tính ra y phẩy nó bằng 3 x bình phương cộng với lại 3 rồi bây giờ mình sẽ giải phương trình y phẩy bằng 0 y phẩy bằng 0 thì tức là tương đương với lại uh, chữ 3 x bình cộng 3 bằng 0 thì cái này mình giải được hai nghiệm đó là x bằng cộng chữ 1 ha. Rồi với hai nghiệm này bây giờ mình sẽ lập bằng xét dấu đây mình sẽ đặt đây là x hàng đầu tiên là x và hàng thứ hai là y phẩy rồi x này thì mình sẽ ghi các nghiệm của nó vào theo thứ tự tăng dần tức là ở đây là trừ 1 và 1 là hai nghiệm rồi bây giờ ở đây hai điểm này thì y phải nó sẽ bằng 0 tiếp theo ở các cái khoảng này phải có cái khoảng ở đây thì bây giờ mình sẽ điền dấu của y phải vào thì trên khoảng đầu tiên là x từ âm vô cùng đến trừ 1 thì dấu của y phải nó sẽ như thế nào đây đây là một cái tam thức bậc 2 trừ 3x bình cộng 3 nó có cái quy tắc xét dấu của nó đó là đây mình sẽ ghi đây ha trong trái ngoài cùng à, cho tam thức bậc hai thì mình có một cái câu nói đó là trong trái ngoài cùng trong trái có nghĩa là sao trong cái khoảng giữa hai nghiệm thì nó sẽ trái dấu với cái dấu của cái hệ số của x bình phương tức là trái dấu sẽ là dấu cộng ở hai khoảng bên ngoài thì nó sẽ cùng dấu nó sẽ là dấu trừ ha còn một cái cách mình kiểm tra nữa đó là mình có thể mình dùng Casio ha. Rồi cho cái tam thức bậc 2 trừ 3x bình cộng 3. Mình bấm phím can, bây giờ mình sẽ chọn một cái ít nào đó sao cho nó bé hơn trừ 1, ví dụ mình chọn trừ 2 đi. Đó, mình ra được cái số nó âm, nghĩa là cái dấu ngoài đây sẽ là âm ha. Rồi, tương tự trong cái khoảng từ trừ 1 đến 1 mình chọn một con số đi, số 0. thì đó, nó ra dương. Đó, rồi tương tự cho khoảng ngoài cùng ha là mình sẽ được các cái dấu trừ cộng trừ ở đây. Vậy thì người ta kêu là hàm số này đồng biến trên khoảng nào? Vậy thì mình nhìn thấy nó có dấu cộng trên cái khoảng từ 1 đến 1. Mình sẽ nhìn các đáp án là 1 đến 1 để mình chọn phương án D. Tiếp theo mình qua câu số 2. Cho hàm số x mũ 3 cộng 3 x bình trừ 2. Thì mệnh đề nào như đây là đúng. Tức là nó sẽ hỏi mình các cái khoảng nào nó đồng biến, nó nghịch biến à. Rồi, vậy thì mình cứ giải thôi. Là mình tìm y phẩy. Y phẩy của mình thì nó bằng 3 x bình cộng với lại 6x. Và bây giờ mình sẽ giải phương trình y phải bằng 0. Thì mình ra được hai nghiệm. Đó là hoặc là x bằng 0. Hoặc là x bằng 2. Rồi bây giờ mình sẽ lập cái bảng xét dấu của nó ra ha. Đây là ở hàng đầu tiên là x. Hàng thứ hai đó là y phải. Rồi. Thì y phải thì sẽ bằng 0 khi x bằng 2 và x bằng 0. Rồi y phải bằng 0. Rồi. Tương tự đây là một tam thức bậc 2. Thì mình sẽ điền dấu nó vào ha. Trong trái nó sẽ là dấu âm ngoài cùng sẽ là hai cái dấu dương rồi vậy thì người ta hỏi mệnh đề nào dưới đây là đúng câu a ha hàm số nghịch biến trên khoảng một năm rồi nó nghịch biến trên khoảng từ trừ hai đến 0 thì mình xem là cái khoảng này nó có chứa cái khoảng một năm không câu trả lời là không ha tại vì cái số 1 này nó lớn hơn không rồi cho nên là nó nằm ngoài cái khoảng này cho nên là mình loại câu a câu b hàm số đồng biến trên các khoảng từ trừ vô cùng đến 1 và 2 đến dương vô cùng đây, từ trừ vô cùng đến một thì cũng không hợp lý và từ trừ vô cùng đến 1 nó chứa luôn cả cái khoảng nghịch biến này rồi có nghĩa là trên cái khoảng từ trừ vô cùng đến 1 này nó vừa đồng biến rồi nó vừa nghịch biến thì mình không thể nào nói nó đồng biến trên khoảng này được cho nên mình sẽ đưa ra kết luận đó là câu B cũng sai luôn tương tự câu C hàm số nghịch biến trên khoảng từ trừ vô cùng đến trừ 2 rồi từ 0 đến như vô cùng sai bởi vì hàm số đồng biến trên khoảng đó ha Vậy thì đáp án của mình chắc chắn là câu D hàm số đồng biến trên khoảng từ trừ vô cùng đến trừ 2 và từ 0 đến dương vô cùng. Vậy thì câu D chính là đáp án đúng à. Mình qua ví dụ số 4. Hàm số x mũ 4 cộng 8 x mũ 3 cộng 5 nghịch biến trên khoảng nào dưới đây? Rồi, vậy thì mình tìm y phẩy của nó ra. Y phải của mình nó bằng 4 x mũ 3 cộng 24 x bình. Rồi, mình sẽ cho y phải bằng 0 tức là tương đương với lại uh, 4x mũ 3 cộng 24x bình bằng 0. Rồi ở đây có một cái rất quan trọng ha, bạn sẽ đặt x bình nằm nhân từ chung, thì mình thu được đó là 4x cộng với lại 24 bằng 0. Rồi, vậy thì mình có một cái điểm quan trọng ở đây, đó là gì? Khi mà mình giải phương trình này, thì chúng ta sẽ ra được hai nghiệm, đó là hoặc là x bằng 0, hoặc là x bằng 6. Tuy nhiên, nếu như bạn để ý ha, cái lượng x bình phương này đây, cái lượng x bình phương đây mình ghi ra ha. cái này các bạn cần chú ý ha cái lượng x bình phương của mình thì cái nghiệm x bằng không của mình nó là nghiệm của mũi chẵn ha Nghĩa là cái mũ của nó là một cái con số chẵn nếu như cái nghiệm của nó là nghiệm của cái phương trình bộ chẵn tức là ví dụ như là x bình phương đây nè đó hoặc là có thể là x mũ 4 hoặc là x mũ 6 hoặc là ví dụ như x cộng 1 bình phương ha cái mũ của nó là một cái mũ trắng thì cái nghiệm này các bạn có thể bỏ đi cho mình các bạn không cần quan tâm đến nghiệm này bởi vì sao ở đây ha, mình minh họa ví dụ mình bắt đầu từ hàm y bằng x mũ 3 nếu như mình đạo hàm nó ra thì mình được y phẩy bằng 3 x bình phương rồi ở đây chúng ta có một nghiệm đó là x bằng 0 thì chúng ta sẽ vẽ cái bảng xét dấu lên đây là x đây là y phẩy đó x bằng 0 thì y phẩy của mình nó bằng 0 rồi nhưng mà bạn chú ý cho mình nếu như x ở đây nó bé hơn không thì sao y phẩy bằng 3 x bình cho nên là y phẩy nó cũng dương tương tự x nó dương thì y phẩy bằng 3 x bình nó cũng dương luôn hả vậy thì nguyên cái hàm này nó không có nhận điểm x bằng không là điểm cực trị ha có nghĩa là từ cái khoảng âm vô cùng đến không nó tăng tương tự từ không đến dương vô cùng nó cũng tăng luôn vậy thì chứng tỏ cái hàm này là một cái hàm luôn đồng biến với mọi x thuộc r cho nên cái nghiệm x bằng không này là một cái nghiệm bội chẵn nên khi là mình gặp cái trường hợp x bằng không này mình có thể mình kệ cái nghiệm này luôn ha mặc kệ cái nghiệm này rồi mình chỉ quan tâm đến các nghiệm còn lại ha còn nghiệm bội chẵn này khi mà các bạn giải phương trình y phải bằng không thì các bạn cần chú ý cái dấu của nó sẽ không thay đổi khi nó đi qua nghiệm này ha cho nên là nó sẽ không ảnh hưởng đến cái khoảng đồng biến nghịch biến của mình rồi thì mình quay lại bài này khi mà mình có nghiệm x bằng không là nghiệm của cái x bình phương này là một cái bội chẵn thì mình có thể bỏ nó đi còn lại cái phương trình đằng sau thì nó bình thường rồi x bằng trừ sáu rồi bây giờ mình sẽ lập cái bảng xét dấu của nó ra ha. ít à, x ra và đây là y phẩy. Thì mình chỉ lấy một cái nghiệm trừ 6 thôi và y phẩy bằng 0. Nếu như mà x bé hơn trừ 6 thì cái lượng 4x cộng 24 này nó sẽ âm. Cho nên là ngoài đây sẽ là âm. Tương tự ở đây sẽ là dương ha. Còn nếu như mà bạn để một cái nghiệm không vào đây cũng ok thôi. Nhưng mà chỗ này y phải bằng 0 và chỗ ngoài cùng cũng dương luôn. Có nghĩa là nó cùng đi lên. Cho nên là nó cũng khá là thừa thải ha. Cho nên là mình sẽ không cần ghi cái nghiệm không vào đây ha. đó thì nó hỏi mình như sau nó nghịch biến trên khoảng nào chắc chắn là từ âm vô cùng cho đến trừ sáu mình nhìn vào các đáp án âm vô cùng cho đến trừ sáu thì mình chọn phương án b luôn ha đó nên là cái dạng này các bạn cần chú ý đó là nghiệm bội chẵn thì nó không ảnh hưởng đến cái dấu đạo hàm rồi câu số 5 cho hàm số fx có đạo hàm đây mình ghi đây câu số 5 f phải của mình nó cho sẵn đạo hàm luôn ha là bằng x bình nhân cho x cộng hai thì nó hỏi mình là khoảng đồng biến nghịch biến thì cái này thì mình không cần phải đạo hàm hàm ép nữa bởi vì nó đã cho sẵn y phải rồi cho nên là mình cần giải phương trình y phải bằng không tức là sau đây có hai nghiệm x bằng không và x bằng trừ hai tuy nhiên cái x bằng không này lại là nghiệm bội chẵn ha là của x bình phương cho nên mình sẽ bỏ nó đi đó, mình chỉ quan tâm đến nghiệm x bằng trừ hai mà thôi rồi với nghiệm x bằng trừ hai thì mình lập cái bảng xét dấu của nó ra đúng không đây là x và đây là f phải Ít bằng trừ 2 thì cái f phải nó bằng 0. Còn nó bé hơn trừ 2 thì f phải nó âm. Bên ngoài đây sẽ u. Vậy thì mình sẽ nhìn các phát biểu. Hàm số nghịch biến trên khoảng từ âm vô cùng đến trừ 2. Đúng. Và không đến dương vô cùng là sai. Và câu B. Hàm số đồng biến trên các khoảng này cũng sai luôn. Câu C. Hàm số đồng biến trên khoảng từ trừ 2 đến dương vô cùng. Đúng. Mình chọn ngay câu C luôn nha. Câu D. Hàm số nghịch biến trên khoảng từ trừ 2 đến 0 sai nha từ chữ hai đến không nó đồng biến à đó đây là mình chọn câu c rồi câu số 6. cho hàm số y bằng x cộng ba chia cho x trừ ba khẳng định là sau đây là đúng có nghĩa là mình phải xét tính đồng biến nghịch biến của hàm số này ha rồi vậy thì trước hết là mình phải xác định y phẩy của nó thì bạn nhớ cho mình như sau nè với cái hàm số dạng phân thức như thế này mình sẽ đặt đây là dạng ax cộng b cx cộng d thì để xác định đạo hàm của nó thì chúng ta có một cái công thức chúng ta làm nhanh như sau y phải của mình đó chính là bằng a nhân cho d và lấy tích trẻ cho mình ha lấy a nhân cho d trừ b nhân cho c a d trừ b c là cái tự chia cho cái mẫu bình phương là cái mẫu mình vẫn giữ nguyên cx cộng d tất cả bình phương đây chính là đạo hàm của hàm phân thức bậc nhất chia bậc nhất ha thì y phải của mình ở đây nó bằng a nhân cho d a là bằng một D là bằng chữ 3, và là bằng chữ 3. Trừ cho B nhân cho C là bằng 3. Chi cho cái mẫu bình phương, x chữ 3 bình phương. Rồi, cái từ sẽ là bằng chữ 6, chia cho x trừ 3 bình phương. Vậy thì, nếu như bạn để ý, thì cái đạo hàm của hàm bậc nhất, chi bậc nhất này, thì cái từ của mình nó là một hằng số. Ha, nó là một hằng số. Còn cái mẫu của mình là một đại lượng không âm, tức là nó sẽ lớn bằng 0. Nhưng mà cái mẫu này không thể bằng không Tại vì nó sẽ phải vào điều kiện xác định Cho nên là cái mẫu của mình nó dương Thì mình sẽ kết luận được cái hàm bậc nhất chi bậc nhất này Nó sẽ luôn Chú ý cho mình ha Nó sẽ luôn đồng biến Luôn đồng biến Hoặc là nó sẽ luôn nghịch biến đúng không Luôn nghịch biến Tại vì cái mẫu nó đã dương rồi Còn cái tự nó thì sẽ tùy thuộc vào cái dấu của cái tử. Nếu như cái tự dương theo Thì nguyên cái phân thức này nó sẽ dương Thì y phải nó dương Thì nghĩa là hàm này sẽ luôn đồng biến Ngược lại, nếu như cái cái từ của mình nó âm thì hàm số này sẽ luôn nghịch biến à luôn nghịch biến và bạn lưu ý là phải trên tập xác định của nó tập xác định của mình đó chính là r hiệu đi hiệu đi kinh nghiệm một cái mẫu đó hiệu đi trừ d chia c rồi bây giờ mình áp dụng cho câu này ha y phẩy của mình đó là bằng trừ sáu chia x trừ ba cả bình phương cái từ nó âm vậy thì nguyên cái phân thức này nó sẽ âm chứng tỏ là hàm này luôn nghịch biến trên cái tập đó là r hiểu đi cái nghiệm là x bằng 3 ở đây ha rồi vậy thì hàm số này luôn nghịch biến trên r hiệu đi 3 vậy thì mình sẽ chọn phương án c ha bạn chú ý với mình ha cái hàm phân thức bằng nhất chi bằng nhất nó luôn đồng biến hoặc là nó luôn nghịch biến trên cái tập xác định của nó